Bạn không nghe nhầm đâu, 20.000 đô một tháng. Cần thu nhập bao nhiêu để sống ở Mỹ thoải mái? Rồi thôi, thời gian còn lại Duy Nguyễn sẽ đi qua đề tài là Mỹ. Tại sao đề tài Mỹ? Nói chung là kiến thức về Mỹ của Duy Nguyễn cũng rất là cứng nha các bạn. Tình hình cuộc sống kinh tế Mỹ hay là gì đó cũng rành lắm. Bạn thích thì bạn cứ comment đi, like này nọ kia đi, rồi Duy Nguyễn sẽ làm cho bạn số video về đề tài của Mỹ. Bảo đảm hay hơn nhiều và thật hơn nhiều so với những cái cuộc sống Mỹ. Ở những cái cuộc sống Mỹ Duy Nguyễn coi đó là câu view là chính thôi. Tại sao Duy Nguyễn nói vậy? Tức là bây giờ bạn follow kênh nào, bạn follow kênh nào, bạn coi kênh nào là bạn đang đi theo mindset của chủ kênh, đúng không? Thằng chủ kinh nó tầm nào thì bạn đang học cái tầm của nó đó. Ví dụ như giờ chủ đi hợp tác xuất khẩu lao động qua một nước nào đó, rồi xong rồi thời gian rảnh đổi hay là lưu chóp, hay là giả sử như chóp làm không hobby gì đó không biết, ở lại bạn kiểu nào đó xong cầm máy quay đi cuộc sống nơi đó, bạn đang theo dõi cuộc sống nơi đó thông qua cái mindset của người chủ kinh là cái tầng lớp đó. Rồi bạn lên bằng rống cái cổ lên, thằng này nghèo, thằng kia giàu, thằng này cua bắp, thằng nọ bóc lột, rồi thằng này ác, thằng kia hiền đồ. Mỗi lần đọc comment đau ôm bụng cười. bụng cười các bạn. Mỹ mà hôm nay Duy muốn nói là xuất hiện trên bài báo của VN Economy. Báo này thật sự cũng không nổi tiếng các bạn, nhưng mà tại vì có một fan nó hỏi trên chương trình livestream mà hôm qua sùng máu quá cũng có đam rồi. Cần thu nhập bao nhiêu để sống ở Mỹ thoải mái? Thì biết nói nhiêu không? 20.000 đô một tháng. Trời đất như cuồng quay, tôi liền giục củ khoai xuống rổ. Trời ơi, thông tin này chắc 2 triệu đồng bào Việt Nam ở bên Mỹ sang chấn tâm lý xỉu đùng chết tại chỗ. Thôi tại sao vậy? Duy Nguyễn chỉ nói bạn vậy thôi nè. Nhiều cái đó, cái mức lương á, mức thu nhập mà 20.000 đô một tháng á, là chắc được chừng 1% người Mỹ có được, bạn biết được không? Vậy 99% người còn lại là đi ăn bụi à. Bây giờ các bạn comment ra đi, Việt Nam bỏ, mấy bạn Việt Kiều, bạn nào thu nhập được 20.000 đô một tháng đều đều nha. Bạn nói cho Duy biết, cái bài báo á, nó thống kê vậy đọc muốn xỉu luôn. Khóc than đồ, lạm phát tăng cao đồ, kinh tế suy thoái, bây giờ thu nhập phải 20.000 đô. Bạn nó mới đủ. Còn sống ở đâu vậy? Mỹ nào? Bây giờ thật sự Mỹ rộng lớn, Duy Nguyễn cũng biết nói Mỹ nào nữa. Giờ các bạn muốn nghe không? Mỹ giàu là Mỹ New York. Mỹ New York là Mỹ giàu nè, Mỹ San Francisco nè, Mỹ Los nè. Mấy Mỹ đó giàu đó. Chào hả? Nhưng mà thật sự bạn á, trăm ngàn sống cũng khỏe rồi. Nhưng mà định nghĩa cái chữ sống khỏe này là cái gì? Cơm ăn áo mặc nhà cửa, đi chơi du lịch, rồi khỏe chưa? Như vậy là khỏe rồi đúng không? Bây giờ là thu nhập bình quân của người Mỹ không biết nhiêu không? Tháng 5 ngàn. Vậy mấy người đó đi bụi hết rồi, sống chắc chết hết. Cái đó sao thoải mái được? Tại vì 20.000 đô mới thoải mái mà. 20.000 đô đó thật chứ bạn á, lương của CEO chưa tới nữa. Những công ty bự như bạn đọc trên báo thì không nói, nhưng mà những cái công ty mà thu nhập nửa tỷ đô, thật sự Duy Nguyễn có bạn làm CEO, CFO trong mấy công ty nửa tỷ đô cũng mấy người đó, thì lương tụi nó là chắc cũng là từ 15.000 cho tới 18.000. Mà cái chức đó là bạn biết chức CEO đó, CEO, CFO được chừng có như đó thôi. Vậy mấy anh đó sống không thoải mái hả? Mấy anh đó là sống trên đầu thiên hạ luôn á, chứ không thoải mái gì nữa. Bác sĩ thì bạn có thể search đi, bác sĩ mới ra trường lương chắc 100 mấy, làm chừng vài năm mà 200. Mà bác sĩ là ông nội rồi. Mà ở bên Mỹ á, bác sĩ học rất là lâu, học 10 năm, học phí rất là cao, thì người ta làm mức lương gì người ta mới gỡ vốn được. Đó là mắc sen, không có giảo cả. Còn làm kỹ sư nè, mới ra trường tùy bang nha bạn, nhiều bang lắm, nói chung chung đi từ 50.000 tới 100.000 một năm. Mà lãi từ lúc nói tháng lúc nói năm bạn không hiểu đúng không? Giờ quay lại convert qua cái vụ năm của 20.000 là 240.000 một năm sống mới thoải mái. Cái bài báo đó đối với Duy Nguyễn nó xàm, còn phóng viên thì dịch bài thôi, không biết báo gốc ở đâu, phóng viên của báo mình thì dịch lại thôi. Nó đưa ra cái nội dung như vậy thì nói chung là gây cho nhiều người Việt Kiều người ta cảm thấy buồn, người ta tủi thân, người ta làm tới chết chưa tới 20.000 một tháng nữa. Giờ trình độ của Duy Nguyễn rồi qua bên Mỹ làm cu li bốc giác chắc được 5.000 tháng các bạn. Chứ ví dụ thôi, chứ mà ví dụ giờ mình qua Mỹ mình làm được gì đâu thì cũng cu li bốc giác thôi. Còn người nào có ăn có học này nọ thì đi qua Mỹ người ta mới làm được chức vụ cao hơn, lớn hơn. Nhưng mà với mức độ 20.000 là chuyện đó không thể. Bây giờ mình uống xong này mình sẽ nói với bạn là cái cuộc sống của một người bình thường bên Mỹ tốn được khoảng tiền nào. Các bạn muốn nghe độc thân hay là có gia đình? Tú? Em nghe độc thân trước. Độc thân phải không? Rồi ok. Thân á, 5.000 tháng sống được rồi, 20.000 mà sống cha, 20.000 cái bu nhiều mệt, nó chứ gì hết trơn hết á. Nói không? Gái mà biết em làm 20.000 chắc có tới, nó xin giống nhiều lắm. Nên cô chút xíu thôi em, chứ không phải nói vậy mất công mấy bạn nữ vô nói anh có thường em quá đâu, không phải. Giỡn thôi. Thì bây giờ ở bên Mỹ độc thân á thì giờ được mua nhà, mướn nhà đi. Mướn nhà apartment là căn hộ chung cư. Thì cái căn hộ chung cư thì nó khoảng cho là giờ mắc giật giá leo thang 1.500 đi. Ok chưa? 1.500 là kể như dẫn gái về phà yên tâm. Tiền đó là tiền nhà, rồi tiền xe. Tiền xe chạy cỡ xe gì? Xe VinFast hay là xe Tesla hay là xe Maxi? Ngầu nghễ rồi ơi. Ngầu nghễ là Maxi hả? Gì ngầu nghĩ là VinFast ba, cái đó ở Việt Nam anh đang nói bên Mỹ mà. Ờ rồi ok, bên Mỹ thì thuê mấy trăm tháng, 300 thuê 300 tháng cứ cho 500 luôn đi, 500 cộng với khoản nhà nữa là 2.000. Anh nói cho em biết đó là hai tiền nặng nhất rồi đó. Rồi còn tiền quần áo, kem đánh răng, dao cạo râu, bao cao su, thuốc thang, cái gì gì đó linh ta anh tin thôi, cho 1.000 luôn đi, nhiều bồ, cho 1.000 tiền dẫn gái đi ăn luôn. Ồ cho 1.000 đi là nhiêu rồi? 3.000. 3.000
còn 2.000 làm gì, 2.000 ăn ngàn, còn ngàn chắc đi quýnh bài quá. Ăn ngàn là nhiều rồi, bên Mỹ thật sự ăn ngàn là có nhiều không? Bây giờ ăn ngàn ăn sao? Ngàn ngày nhiêu ta? Ngàn ngày 30 hả? Sáng thì sáng ăn món là phở or something like that là 15 đồng, trưa thì ăn mắc mắc hơn xíu, kêu DoorDash giao đồ tới khoảng 30, ok chưa? Chiều tối thì ăn chừng 20, 65 thì giờ vậy đó là 5.000 rồi đó. 5.000 sống khỏe chưa? Đó, 5.000 anh Duy tính là tính rộng rãi rồi đó. Chứ còn giờ anh Duy nói nè, tính mà sống thoải mái nè. Xe phòng, ủa tao độc thân tôi xe phòng mà có đông thoải mái. Xe phòng là gì? Một cái nhà single house nó có 3 phòng, người ta để cho em một phòng, em vô em trả 500. Ăn ngoài giống như anh thì ăn ngoài luôn, không khỏi còn nấu nướng gì đó, khỏi đi chợ, khỏi đi xì luôn. Là tự nhiên nãy tính 1.500 giờ còn 500. Thiếu gì cách tính, nhưng mà cách Duy Nguyễn tính là Duy Nguyễn tính cũng hơi bố láo rồi đó. Thế sống kiểu Duy Nguyễn là sống kiểu đại gia. 5.000 là sống bên Mỹ đâu phè phởn rồi. Nên đừng có nói chuyện mà cái kiểu mà sống 20.000 mới đủ vậy, dân Mỹ chết hết. Nên cái bài báo đó Duy Nguyễn không thấy đúng quan điểm nào hết. Đó, sai theo điểm. Bây giờ nếu mà sống ở New York, 20.000 sống quá dư. Sống ở San Francisco, 20.000 sống cũng quá dư. Đúng không? Bản thân thu nhập ở New York còn chưa tới 20.000 mà. Bản thân thu nhập bình quân ở New York vẫn chưa tới 20.000 một tháng. Ở San Francisco cũng chưa tới 20.000 một tháng. Vậy thì những người thu nhập bình quân người ta chết hết à? Người ta sống áp lực hết à? Sống áp lực thì mua tới sạch đấy. Vậy thì những người thu nhập mình là ngấm luôn à? Cái bài báo đó nó đưa bộ số liệu hoàn toàn sai. Còn nói về cuộc sống Mỹ mà, thì ở đây bao nhiêu người được đi Mỹ đâu? Bạn nghe người ta nói thôi, chém gió thôi. Biết có hay không có, nhiều khi nói nghe như thiệt vậy đó. Rồi xong rồi các bạn vẽ ra một cái kiến thức ngu, tức là cái kiến thức của bạn là kiến thức từ chủ kinh. Mà chủ kinh cái tầm nó có vậy nè, thằng chủ kinh cái tầm của nó đi ra ngoài đường người ta đá cái bóp trong nhà đó. Bây giờ bao nhiêu người ở Mỹ tự hào tôi xâm nhập được hết mọi tầng lớp của Mỹ, chơi với Mỹ nào, đi làm công ty nào. Khi mà bạn được đi làm cho công ty Mỹ gọi là một cái tín hiệu tốt để chứng tỏ rằng mình hòa nhập được với xã hội Mỹ. Làm được công ty Mỹ thì ở những vị trí giống như là phải học hành được với Mỹ, chứ không phải không nổi vô làm shipper đã đời xong rồi Nguyễn tao làm công ty Mỹ đó mày. Xong rồi bạn biết không, nó là thật bạn. Những người ở bên Việt Nam mới qua đi vô xưởng làm, đi vô hãng làm công nhân á, bạn không cần biết nói tiếng Anh luôn. Thì những người đó, người ta cũng ai biết, người ta cũng thích mà. Người ta có quyền, người ta có mở kinh lên đó. Tôi qua Mỹ tôi cảm thấy vậy sống cũng vậy đây, khổ quá, buồn quá, muốn ăn tô phở đi 30 km rồi này nọ, muốn kiếm cái gì Việt Nam. Nó có giọng rất là dễ xa nhau các bạn. Vậy thì các bạn biết tại sao mà các bạn không biết tiếng Anh các bạn vẫn qua Mỹ sống được? Nhưng mà lúc đó là các bạn phải ở trong khu người Việt, bạn no choice, bạn làm việc thì cái người Việt vẫn bằng vô làm, mà trong cái dây chuyền sức đó thì là người Việt luôn, thì bạn chỉ còn nói tiếng Việt với những người làm chung thôi. Bạn làm xong nhiệm vụ của bạn, bạn đi về. Vậy cái cuộc sống Mỹ nó khó thì nó là cũng khó, mà nó dễ thì nó cũng dễ. Vậy thì trường hợp dễ là các bạn chỉ cần là không biết khỉ khô gì á cũng được nữa. Bạn thi bằng lái á thì bạn lái xe đó, thậm chí có tiếng Việt luôn, bạn không cần biết chữ tiếng Anh nào cũng có bằng lái luôn. Rồi lỡ mà chạy xe ngoài đường bị police bắt vô phát một police, lúc này có hai option cho bạn. Police đợi xíu đi, police kêu police biết nói tiếng Việt tới nói luôn, còn không á khô rất dễ. Nhưng mà những cái người đó thì chả biết gì về Mỹ đâu, nói thật, chỉ biết Mỹ thông qua cuộc sống của họ chứ họ không biết gì về Mỹ hết. Bạn nên học hỏi kiến thức Mỹ ở một người có góc nhìn đa dạng, người ta tiếp xúc nhiều, kiến thức họ rộng và họ nói chuyện nó fair. Nói chuyện phải fair chứ, mà khi mà nhắc về Mỹ nói chuyện unfair nhiều lắm bạn. Nói chuyện kiểu mày bạ sao rất nhiều, nên thôi người ta đợi quá trời quá nữ nãy giờ đợi la nhiều lắm bạn. Phòng này phòng vô ga tới giờ rồi, thôi kết thúc chương trình nha bạn. Xin lỗi.